Ai có đuổi đi tiếp nhanh đây, ai sốt không bạn dép đi đây, không ăn không, không ăn đúng không, mang dép đi, di chuyển, di chuyển đi, bấm lại gì đi không quan. Mở cái mồm to ra nhanh nhanh được. Đấy là cái rồi này. Đấy. Thôi mồm ra. Đi. Sao? Ăn nhanh với mẹ. Con đứng được rồi, to. To với mồm ra. Không phải nhẹ nhẹ. Ăn tôm cái gì mà nhẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.